Vậy thì ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn bài học số 3 trong cái khóa học chinh phục điện tâm đồ từ cơ bản đến nâng cao. Bài giảng ngày hôm nay có tiêu đề hướng dẫn thực tế về về khoảng PQ. Vậy thì trong bài này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ba nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất thì các bạn hiểu được bản chất của khoảng PQ trên điện tâm đồ. Nội dung thứ hai là các bạn nắm vững được giá trị bình thường của khoảng PQ trên điện tâm đồ. Và nội dung thứ ba đó là các bạn nhận biết được một số bệnh lý liên quan đến biến đổi khoảng PQ ở trên điện tâm đồ. Ở trong phần này thì các bạn sẽ học một cách logic từ bản chất của khoảng PQ và giá trị bình thường của khoảng PQ, và chúng ta nhận biết cái khoảng PQ biến đổi trong một số bệnh lý. Vậy thì ngay trong bài học ngày hôm nay thì tất cả các bạn trong lớp của chúng ta đều nắm vững được ba cái nội dung chính như trên, và đặc biệt là các bạn nhận biết được ngay một số bệnh lý hay gặp liên quan đến biến đổi khoảng PQ. Vậy thì bây giờ thì chúng ta đi vào nội dung đầu tiên, đó là bản chất khoảng PQ ở trên điện tâm đồ. Thì các bạn quan sát cái slide tiếp theo. Trên slide này thì các bạn thấy rằng buổi ngày hôm trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn cái slide này đúng không ạ? Các bạn đã nhận biết được các sóng chưa? Tất cả các bạn trong lớp của chúng ta ngày hôm nay đã nhận biết được hết các sóng trên cái sơ đồ này chưa? Các bạn tập trung vào bài giảng đi ạ. Còn anh Hải đúng không ạ? Anh kiểm tra lại mạng thì để anh ấy vào sau đúng không ạ? Còn ai trong lớp của chúng ta lần đầu tiên vào lớp và các bạn chưa nhận biết được các sóng không? Vì mục tiêu của chúng tôi chia sẻ bất cứ bài giảng nào là các bạn phải hiểu được hết. Không để cho một bạn nào là trong lớp của chúng ta mà không hiểu được vấn đề, đúng không ạ? Tất cả các bạn được hiểu rồi đúng không ạ? Vậy thì trên đây, ngày hôm nay chúng ta học về khoảng PQ. Thì chúng ta sẽ xem cái khoảng PQ này đúng không ạ? Vậy thì khoảng PQ được xác định ở trên điện tâm đồ từ điểm đầu của sóng P đúng không ạ? Cho tới điểm đầu của sóng Q. Đây là sóng P, đây là sóng Q đúng không ạ? Chúng ta xác định điểm khởi phát của hai sóng này, điểm khởi đầu của hai sóng này, là chúng ta xác định được khoảng PQ. Ở trên đây người ta ký hiệu là khoảng PR đúng không ạ? Trong trường hợp mà chúng ta không ghi nhận được khoảng sóng Q thì chúng ta xác định cái thời gian dẫn truyền nhị thất, đó là khoảng khoảng PR bằng khoảng PR. Vậy thì các bạn đã biết rằng sóng P phản ánh quá trình khử cực ở tâm nhĩ. Sóng Q là phản ánh quá trình khử cực ở vách liên thất, tức là cái sóng đầu tiên tiếp nhận được xung động thần kinh từ nhĩ xuống thất đúng không ạ? Cái phần vách liên thất là phần đầu tiên của tâm thất tiếp nhận được xung động thần kinh khử cực từ nhĩ dẫn truyền xuống thất. Vậy thì cái thời gian dẫn truyền nhị thất này, bản chất của nó là gì? Cái khoảng PQ này về mặt bản chất đó chính là cái thời gian dẫn truyền xung động thần kinh từ khi tâm nhĩ bắt đầu khử cực cho tới khi tâm thất bắt đầu khử cực. Thì các bạn có thể ghi lại hoặc các bạn lặp lại, các bạn ghi nhớ cái định nghĩa về mặt bản chất của khoảng PQ hay khoảng PR. Thì các bạn định nghĩa như vậy là chính xác nhất, bởi vì trong những trường hợp chúng ta không ghi nhận được sóng Q, chúng ta xác định bằng sóng R thì bạn vẫn đúng khi chúng ta định nghĩa như vậy đúng không ạ? Là khoảng thời gian dẫn truyền xung động thần kinh khử cực từ khi tâm nhĩ bắt đầu khử cực cho tới khi tâm thất bắt đầu khử cực đúng không ạ? Đấy là khoảng bản chất của khoảng PQ hay khoảng PR. Vậy thì trong trường hợp chúng ta ghi nhận được sóng Q thì chúng ta xác định từ điểm đầu sóng P cho tới điểm đầu sóng Q. Còn trong trường hợp chúng ta không ghi nhận được sóng Q, có thể do bút, có thể do kim ghi, có thể do cơ thất ở bệnh nhân đúng không ạ? Nó hoạt động khử cực, nó lấn át cái sóng Q này
và chúng ta không ghi nhận được sóng Q. Và các bạn biết rằng là chúng ta hay gặp cái trường hợp như này, và trong những trường hợp chúng ta không ghi nhận được sóng Q trên điện âm đồ thì chúng ta vẫn coi là bình thường. Đấy. Vậy thì các bạn có thể nhắc lại đúng không ạ? Nhắc lại, các bạn có thể nhắc lại, chúng ta học theo hình thức là tương tác đúng không ạ? Trải nghiệm và trao đổi một cách tích cực nhất, thì các bạn có thể lặp lại vấn đề mấu chốt trong cái slide này đúng không ạ? Bản chất của khoảng PQ là gì đúng không ạ? Ok, các bạn cứ gõ đi. Các bạn dành thời gian khoảng 30 giây để các bạn gõ này. Ok, rất tốt đúng không ạ? Các bạn tích cực tương tác này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn, sâu hơn và hứng thú hơn đúng không ạ? Ok, tôi thấy tất cả các bạn đã comment rồi và các bạn đã nắm được đúng không ạ? Vậy thì các bạn lưu ý này, khi mà hệ thống thần kinh tự động của tim hoạt động một cách bình thường, các bạn đã nhớ cái hệ thống thần kinh tự động của tim chưa? Cái sơ đồ hệ thống thần kinh tự động của tim từ nút xoang cho tới mạng lưới Purkinje đó, đó là hệ thống thần kinh tự động của tim. Vậy thì khi hệ thống thần kinh tự động của tim hoạt động một cách bình thường thì cái thời gian dẫn truyền nhĩ thất này kéo dài từ 0,12 cho tới 0,20 giây, hay các bạn gõ là PQ bằng 0,12 cho tới 0,20 giây, hay là PR cũng được. Các bạn có thể lặp lại kiến thức, đó là PQ bằng 0,12 cho tới 0,20 giây để các bạn nhớ luôn kiến thức. Đúng không? Đấy là khi mà cái hệ thống thần kinh tự động của tim này hoạt động bình thường. Các bạn lưu ý như vậy. Vậy thì từ 0,12 cho tới 0,20 giây thì các bạn tính ô nhỏ ở trên điện âm đồ thì nó rơi vào từ 3 cho tới 5 ô nhỏ đúng không ạ? 3 cho đến 5 ô nhỏ. Đó. Vậy thì đây cũng là nội dung tiếp theo, đó là phần giá trị bình thường của khoảng PQ. Vậy thì thời gian thì các bạn đã biết rồi đúng không ạ? Từ 3 cho tới 5 ô nhỏ. Khi chúng ta phân tích trên điện âm đồ như vậy. Và một cái giá trị tiếp theo mà các bạn cần ghi nhớ, đó là cái khoảng PQ bình thường ấy, thì không chênh lên và không chênh xuống. Các bạn đọc sách thì các bạn thấy rằng các sách không ghi chú cái điều này đúng không ạ? Không chênh lên và không chênh xuống. Vậy thì khi cái khoảng PQ này nó ngắn hơn 0,12 giây thì chúng ta coi là PQ ngắn đúng không ạ? Khi cái khoảng PQ này kéo dài trên 0,20 giây thì đó là PQ kéo dài. Thì chúng ta cứ nắm được giá trị bình thường thì chúng ta suy ra các giá trị khác, và PQ kéo dài và PQ ngắn thì gặp trong trường hợp nào, thì chúng ta sẽ sang cái nội dung thứ ba trong bài giảng ngày hôm nay đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xác định cái khoảng PQ này trước trên một cái bản ghi điện tim bình thường. Đó. Vậy thì về giá trị bình thường thì các bạn ghi nhớ cho tôi hai cái giá trị của khoảng PQ như vậy. Các bạn lưu ý rằng tùy từng sách khác nhau, tùy từng nghiên cứu khác nhau, người ta có thể viết cái giá trị của khoảng PQ này khác nhau một chút so với cái thông tin tôi đưa ra. Còn những cái sách tôi học, những sách chính thống và các thầy ở trường, ở Học viện Quân y chia sẻ, thì đó cái thời gian
dẫn truyền nhị thất là từ 0,12 cho tới 0,20 giây. Thì các bạn lấy giá trị này là giá trị bình thường, và tôi thấy rằng là đây là một cái giá trị chung mà nhiều nơi người ta thừa nhận, thì các bạn cứ lấy giá trị này. Còn khi các bạn đọc những sách nâng cao thì các bạn thấy rằng là có những cái sách người ta viết giá trị có thể chênh một chút, thì các bạn tham khảo. Bây giờ chúng ta sẽ xác định cái khoảng PQ ở trên điện tâm đồ thực tế, đúng không ạ? Nhìn vào cái bảng này thì các bạn thấy rằng là khi chúng ta xác định thực tế cái khoảng PQ ấy, thì chúng ta có hai cách xác định. Cách thứ nhất thì chúng ta tận dụng cái giá trị mà máy đo được thôi, đúng không ạ? Vậy thì cái khoảng PQ này hay là khoảng PR ở trên đây ký hiệu là PR int, đúng không ạ? Viết tắt của interval, đúng không ạ? Là khoảng, thì là cái giá trị thứ hai đây. Thì các bạn thấy rằng nó đo bằng mini giây thì các bạn có thể tận dụng cái giá trị này. Vậy thì bình thường cái khoảng PR hay khoảng PQ từ 0,12 cho tới 0,20 giây thì nó quy sang mili giây sẽ là 120 mili giây cho tới 200 mili giây, đúng không ạ? Vậy thì khi nào thì chúng ta sử dụng cái giá trị bình thường này, giá trị máy đo được, các bạn có biết không ạ? Khi nào thì chúng ta có thể sử dụng được cái giá trị mà máy đo được, những cái giá trị máy đo được ở trên đây? Các bạn comment vào khung chat đi. Có bạn nào biết không? Khi nào thì chúng ta sử dụng được những cái giá trị máy đo được, và khi nào thì chúng ta nên sử dụng ô lớn ô nhỏ để chúng ta tính. Ok, tôi thấy các bạn đang comment nhưng mà chưa thấy ý kiến nhảy của các bạn vào khung chat, đúng không ạ? Thấy các bạn đang bắt đầu gõ nhưng mà chưa thấy ý kiến nhảy lên. Các bạn gõ đi. Bạn nào biết thì bạn gõ đi ạ. Bạn nào chưa biết thì các bạn có thể cho ra ý kiến của mình. Chúng ta biết rằng là hầu hết các máy điện tim, đúng không, đều có những cái phần đó giá trị máy đo được, và trên cái máy điện tim này người ta còn có phần là đọc kết quả luôn. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng được những giá trị này? Ok, không thấy bạn nào có ý kiến nhỉ? Các bạn cứ cho ý kiến đi, các bạn đừng ngại sai. Trong lớp của chúng ta có hai bạn Phan Như. Bạn Phan Như này chia sẻ cái link học tập cho bạn khác, đúng không? Một tài khoản ở Hà Nội, một tài khoản thì ở Hà Tĩnh. Ok, không sao. Tuy nhiên lưu ý với các bạn là khi các bạn vào học trong lớp này là các bạn học viên đều mất phí, đúng không ạ? Mất học phí. Tôi thì không khó khăn gì. Những cái phần tài liệu, những cái kiến thức mà tôi, những buổi tôi chia sẻ miễn phí thì cũng rất là nhiều, và cho các bạn học hoàn toàn thoải mái thôi. Tuy nhiên để đảm bảo cái việc công bằng cho các học viên khác thì các bạn học viên, các bạn sinh viên, các em không nên chia sẻ những cái link này để cho các bạn khác cùng tham dự, đúng không ạ? Nếu các bạn mà muốn học mà các bạn có khó khăn về học phí thì các bạn cứ nhắn tin cho tôi, học theo cặp thì tôi sẽ giúp đỡ các bạn bằng cái cách khác. Ok không ạ? Vậy thì để tôi chia sẻ với các bạn nhé. Không thấy các bạn có ý kiến gì thì cái phần này chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ sử dụng những cái giá trị máy đo được ở đây khi cái bản ghi điện tim của chúng ta không bị nhiễu. Còn khi cái bản ghi điện tim của chúng ta bị nhiễu thì chúng ta phải xử lý nhiễu, đúng không ạ? Chúng ta có thể ghi lại, chúng ta có thể
ghi lại mà chúng ta vẫn thấy có hiện tượng nhiễu. Hoặc là bạn là bác sĩ lâm sàng từ cái bản ghi điện tim từ các khoa về chẩn đoán chức năng người ta gửi sang thì các bạn không có thể không ghi lại được, thì các bạn cần phải phân tích trên ô nhỏ, ô lớn để các bạn xác định các giá trị về biên độ, về độ rộng của các sóng. Thì lúc này chúng ta không sử dụng giá trị của máy đo được trong trường hợp nhiễu. Và cái phần kết luận của máy này tôi lưu ý với các bạn là các bạn chỉ nên tham khảo thôi. Tuy nhiên máy mà đọc bình thường thì gần như là 100% là bình thường rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên khi máy đọc bệnh lý thì các bạn không nên phụ thuộc vào cái điều này. Chúng ta chỉ tham khảo mà thôi. Vậy thì quay trở lại bài ngày hôm nay thì chúng ta có cách thứ nhất là xác định cái giá trị bình thường khoảng PR dựa vào giá trị máy đo được trong trường hợp mà cái bản ghi điện tim không bị nhiễu. Còn trường hợp thứ hai, cách thứ hai chúng ta xác định bằng ô nhỏ thì chúng ta có thể tính ở đây chúng ta xác định điểm đầu của sóng P và điểm đầu của sóng Q. Trong trường hợp không có sóng Q thì chúng ta xác định điểm đầu của sóng R để chúng ta tính ra ô nhỏ và từ đó chúng ta tính được cái thời gian dẫn truyền nhị thất. Vậy thì trên cái bản ghi này thì cái hình ảnh nó hơi nhỏ và chúng ta quan sát cái ô nhỏ nó khó, thì chúng ta hiểu về cách xác định được cái khoảng PQ là như vậy. Ok không ạ? Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ ba, đó là một số bệnh lý hay gặp liên quan đến biến đổi của khoảng PQ. Vậy thì biến đổi khoảng PQ thì có 3 cái trường hợp biến đổi như sau, thì các bạn cũng có thể tư duy ra trên cơ sở này, đúng không ạ? Cơ sở giá trị bình thường. Thứ nhất là gì ạ? Các bạn có thể gõ đi. Thứ nhất là gì ạ? Nếu mà PQ bất thường thì thứ nhất là PQ ngắn, đúng không ạ? Thứ hai là PQ kéo dài. Thứ ba là gì ạ? Các bạn tương tác tích cực đi. Ngày hôm nay tôi sẽ có một cái nội dung rất là hay chia sẻ với các bạn liên quan đến khoảng PQ này. Tôi đảm bảo là hầu hết các bạn trong lớp của chúng ta đọc sách, các bạn sẽ không thấy cái nội dung này. Và tôi những cái cuốn sách điện tim cơ bản tôi đọc thì tôi cũng không thấy người ta viết cái điều này. Và tôi được thầy của tôi chia sẻ cho, đúng không ạ? Không, các bạn comment PQ bất thường thì gặp những cái trường hợp nào, đúng không ạ? Trên cơ sở cái giá trị bình thường này thì chúng ta suy ra bất thường là chúng ta gặp những cái trường hợp như thế nào. Ví dụ PQ là ngắn là một trường hợp bất thường, PQ dài là một trường hợp bất thường. Ngoài hai giá trị đấy thì các bạn còn nghĩ tới cái bất thường gì của khoảng PQ nữa không? Ok, các bạn không thấy các bạn gõ. Có thể là PQ bị đứt đoạn, tức là P với Q không liên quan với nhau. Ok các bạn, đấy là cái thứ ba. Và thứ tư là gì ạ? Thứ tư là PQ chênh lên. PQ chênh lên. Còn chênh xuống, có thể chênh xuống, nhưng mà chênh xuống chúng ta chỉ gặp trong lỗi ghi thôi, kỹ thuật thôi. Còn trường hợp bệnh lý bất thường chúng ta cũng thể gặp PQ chênh lên. Và cái điều này PQ chênh lên thì các bạn đọc sách các bạn sẽ tìm rất là nhiều sách và chúng ta không thấy chia sẻ đâu. Cũng có thể có sách viết, đúng không ạ? Nhưng mà tôi tin là hầu hết các bạn tìm những cái sách chúng ta vẫn mua, những cái sách cơ bản, thì các bạn sẽ không thấy điều này, đúng không ạ? Bây giờ các bạn comment cho tôi 4 cái điểm bất thường của khoảng PQ, đúng không ạ? Để các bạn nhớ về, chúng ta ghi nhớ luôn, đúng không ạ? Chúng ta có quá trình ghi nhớ là chúng ta lặp lại kiến thức, đúng không ạ? PQ ngắn này, PQ dài này, PQ chênh lên này, PQ đứt đoạn. Các bạn cứ comment đi và tôi sẽ chia sẻ từng cái nhóm đấy thì gặp trong những bệnh lý nào. Ok không ạ? Để các bạn nắm được cái tổng quan, nắm một cách hệ thống thì chúng ta dễ tổng hợp kiến thức hơn, đúng không ạ?
Tôi không thấy các bạn trong lớp của chúng ta tương tác nhỉ? Ngày hôm trước các bạn tương tác rất là nhiều. Các bạn tương tác đi. Chúng ta học một cách chủ động chứ chúng ta đừng ngồi nghe không buồn ngủ đúng không ạ? Rất là buồn ngủ và chúng ta ghi nhớ bài sẽ kém hơn. Ok, một bạn nhắn tin trên Facebook của tôi là không chat được à? Ok, vậy thì có thể là lỗi kỹ thuật một chút. Ok, vậy thì tôi sẽ chia sẻ tiếp. Ok không ạ? Xin lỗi các bạn, tôi không biết là có cái lỗi kỹ thuật này và tôi kiểm tra trên đây thì không thấy các bạn gõ đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ đi vào từng nhóm này. Trên đây có hai nhóm đúng không ạ? PQ ngắn, tức là dưới 0,12 giây thì chúng ta hay gặp trong thực tế đó là hội chứng Logalon-Levin và hội chứng Wood-Parkinson-White. Thì các bạn có thể ghi lại hai hội chứng này đúng không ạ? Chúng ta rất hay gặp trong thực tế. Ở trường hợp thứ hai, chúng ta gặp cái khoảng PQ kéo dài trên 0,20 giây thì chúng ta có thể gặp trong block nhị thất độ 1 hoặc là block nhị thất độ 2. Ở trường hợp thứ ba, chúng ta gặp đó là PQ đứt đoạn đúng không ạ? Tức là P với Q không liên quan đến nhau. Thì chúng ta có thể gặp trong block nhị thất độ 3 và phân ly nhị thất, đó là chúng ta cứ ghi những cái bệnh lý chúng ta hay gặp và để phân biệt với nhau trước, còn có một số những bệnh lý khác ít gặp hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu tự tìm hiểu đúng không ạ? Còn PQ chênh lên thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở cuối bài học này bởi vì trường hợp đấy rất hiếm gặp. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái dạng bệnh lý này. Đầu tiên là hội chứng Logalon-Levin. Trên đây là một cái ca điện tim của hội chứng Logalon-Levin. Thì hội chứng này có một số cái tiêu chí để chẩn đoán như sau. Tiêu chí đầu tiên đó là PQ ngắn rồi đúng không ạ? Các bạn có thể có PQ ngắn. Thứ hai là gì ạ? Là phước bộ QRS là bình thường. Phước bộ QRS bình thường. Độ rộng, các bạn lưu ý là độ rộng phước bộ QRS nằm trong giới hạn bình thường. Vậy thì chúng ta chưa học về bài QRS đúng không ạ? Vậy thì các bạn có biết là độ rộng phước bộ QRS bình thường là bao nhiêu không ạ? Đó, tôi vừa gõ cái độ rộng phước bộ QRS. Là từ 0,05 cho tới 0,11 giây. Thì các bạn biết rằng là đấy là độ rộng của phước bộ QRS. Ok, tôi mới nhìn thấy ý kiến của các bạn comment vào khung chat. Vừa rồi cái phần này nó bị ẩn đi. Ok. Cảm ơn các bạn. Rồi, độ rộng phước bộ QRS là từ 0,05 tới 0,11 giây. Vậy thì trong cái trường hợp hội chứng Logalon-Levin này thì cái khoảng PQ hay khoảng PR ngắn nhưng mà kèm theo đó là phước bộ QRS nằm trong giới hạn bình thường và chúng ta quan sát tất cả các nhịp thì chúng ta đều thấy cái khoảng PR này bị ngắn thì chúng ta sẽ chẩn đoán là hội chứng Logalon-Levin. Vậy thì trên ca này thì chúng ta không quan sát được ô nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có một cái kinh nghiệm, chúng ta có thể quan sát
đó là chúng ta thấy cái sóng P này nối liền vào sóng R, cái sườn xuống của sóng P này nối liền vào cái sườn lên của sóng R, và chúng ta quan sát tất cả các nhịp đều thấy như vậy thì chúng ta nghĩ là cái khoảng PR ngắn. Còn thực tế chúng ta đọc đúng không ạ? Chúng ta đọc thì chúng ta sẽ tính khoảng PR bằng hai cách mà tôi chia sẻ với các bạn. Thì chúng ta sẽ rất là rõ là khoảng PR ngắn hơn 0,12 giây trong cái trường hợp hội chứng Logarithm-Levin. Và chúng ta phải lưu ý rằng cái khoảng PR này ngắn nhưng mà ở tất cả các nhịp trên một đảo trình đều như vậy. Và trên các đảo trình khác nhau cũng như vậy. Thì chúng ta mới đọc là hội chứng Logarithm-Levin đúng không ạ? Còn trên một nhịp này thì ngắn, nhịp khác lại dài đúng không ạ? Dài hơn một chút đúng không ạ? Có thể là bệnh lý khác đúng không ạ? Và một cái điểm mà các bạn cần lưu ý đó là cái phức bộ QRS nằm trong giới hạn bình thường. Vậy thì các bạn có thể hiểu tại sao phức bộ QRS nằm trong giới hạn bình thường không ạ? Cái hội chứng này thì là một hội chứng mà người ta coi là lành tính, là bình thường. Và quan điểm hiện nay về hội chứng Logarithm-Levin này, người ta coi là bình thường, là cái phức bộ QRS, xin lỗi các bạn, cái khoảng PQ, cái khoảng PR ngắn này người ta coi là giá trị bình thường thấp của khoảng khoảng PQ trên bệnh nhân đó. Hiện nay quan điểm là như vậy. Còn trước đây thì người ta quan niệm là cái hội chứng này là bệnh lý. Tuy nhiên là cái triệu chứng lâm sàng của cái hội chứng này thì chúng ta có thể gặp là cái tình trạng lâm sàng hoàn toàn bình thường thôi. Và chúng ta kiểm tra điện tim của bệnh nhân thì chúng ta thấy có cái biểu hiện về điện tim như vậy. Và người ta quan niệm về cơ chế đó là giữa nhĩ và thất có một cái bó dẫn truyền tắt đúng không ạ, là bó dêm đúng không ạ, dẫn truyền xung động thần kinh từ nhĩ xuống thất, làm cho cái xung động này dẫn truyền nhanh hơn so với con đường bình thường đúng không ạ. Thì đó là cơ chế theo quan cách hiểu của quan niệm trước trước đây. Còn hiện nay thì người ta coi cái hội chứng Logarithm-Levin này là bình thường, và cái giá trị PR đo được trong cái hội chứng này người ta coi là giá trị bình thường thấp. Đấy. Vậy thì các bạn có thể hiểu tại sao là phức bộ QRS trong trường hợp này là bình thường không ạ? Bạn Linh Chi đúng không ạ? Bạn Linh Chi cũng là học viên. Vậy thì cái hội chứng này các bạn có thể ghi về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán, các bạn có thể ghi lại đó là PR ngắn. Đó. Và phức bộ QRS bình thường ở tất cả các nhịp. Các bạn lưu ý là ở tất cả các nhịp. Đó, các bạn có thể ghi lại cái tiêu chuẩn. Vậy thì các bạn hiểu là trong cái hội chứng này thì xung động thần kinh từ nhĩ xuống thất vẫn được dẫn truyền một cách bình thường đúng không ạ? Vẫn được dẫn truyền một cách bình thường. Còn về mặt thời gian thì nhanh hơn, thời gian là nhanh hơn, còn xung động từ nhĩ vẫn được dẫn truyền xuống thất nên tâm thất vẫn khử cực bình thường, dẫn tới là cái thời gian khử cực thất nằm trong giới hạn bình thường, nên chúng ta ghi nhận được ở trên điện âm đồ đó là một cái phức bộ QRS có độ rộng trong giới hạn bình thường. Đó là cái cơ chế. Ok, vậy thì các bạn đã nắm được về hội chứng Logarithm-Levin này rồi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về hội chứng Wood-Parkinson-White. Trong hội chứng Wood-Parkinson-White thì các bạn ghi cho tôi mấy tiêu chuẩn sau. Thứ nhất là PR ngắn đúng không ạ? Vẫn PR ngắn. Thứ hai là phức bộ QRS giãn rộng. Thứ ba là có sóng delta ở đầu
phước bộ khử thất đúng không? Đầu với 6R này. Đấy. Vậy thì chúng ta có ba cái tiêu chuẩn chính đúng không? Của hội chứng Wood Patterson White PR ngắn. Đấy. Cái tiêu chuẩn này thì giống với hội chứng Logalon Levin đúng không? Cái sự khác biệt giữa hai hội chứng này đó là phước bộ QRS giãn rộng, và trong hội chứng Wood Patterson White có thêm một cái tiêu chuẩn đó là có sống delta ở đầu phước bộ QRS đúng không? Chúng ta nói là đầu phước bộ khử cực thất thì đúng hơn đúng không? Vậy thì các bạn quan sát ở đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách xác định từng tiêu chuẩn trong hội chứng này. Các bạn thấy rằng ở đây các bạn quan sát thấy cái sóng P và cái phước bộ QRS này nối liền với nhau đúng không? Các bạn thấy quan sát thấy ở đây, tuy chúng ta không quan sát được ô nhỏ nhưng chúng ta có thể ước lượng bằng với ô lớn cũng được, và chúng ta thấy một cái đặc điểm đó là sóng P ngay sau sóng P là cái phước bộ khử cực thất đúng không? Vậy thì trên cái ca này chúng ta có thể thấy đó là cái khoảng PR ở đây là ngắn. Đấy. Khoảng PR ngắn, và chúng ta thấy ở tất cả các nhịp đều như vậy. Và chúng ta thấy rằng ở đầu cái phước bộ khử cực thất ở đây các bạn thấy có một cái sóng ở đầu đầu cái sóng R này. Vậy thì bình thường cái sóng R các bạn quan sát ở trên đây. Bình thường sóng R đã cái nhánh lên của nó là dốc đứng đúng không ạ? Ngay sau sóng Q là sóng R dốc đứng lên cái nhánh lên ấy. Các bạn quan sát trong trường hợp không có sóng Q thì chúng ta cũng quan sát thấy hiện tương tự như vậy, khi cái sóng nhánh lên của sóng R từ từ đường đẳng điện đi dốc đứng lên đó là cái sóng R bình thường. Còn trong trường hợp hội chứng Wood Patterson White thì các bạn thấy một cái đặc điểm như sau, nó đi thoai thoải lên đúng không ạ, từ kết thúc cái sóng P này chúng ta thấy có một đoạn sóng đi thoải lên, thoải lên như này ở đầu sóng R ở đây đúng không ạ? Tất cả các nhịp đúng không ạ? Chúng ta quan sát ở D3 rõ hơn nè. Đó, tất cả các nhịp chúng ta đều thấy cái đặc điểm như vậy. Vậy thì đây là sóng delta. Đây là sóng delta trong hội chứng Wood Patterson White. Để tôi gõ cho các bạn. Đó, là sóng delta. Và chính cái sóng delta này làm cho phước bộ QRS giãn rộng. Chúng ta gọi là phước bộ QRS là chúng ta gọi một cái từ chung là hiểu là phước bộ khử cực thất đúng không ạ? Chính cái sóng delta này làm cho phước bộ khử cực thất giãn rộng. Đấy. Vậy thì về mặt tiêu chuẩn của hội chứng Wood Patterson White thì các bạn ghi nhớ là PR ngắn và phước bộ khử cực thất giãn rộng và có sóng delta. Ok chưa? Đó là ba tiêu chuẩn, các bạn có thể lặp lại những tiêu chuẩn này. Và chúng tôi các bạn có muốn giải thích kỹ về mặt cơ chế của các sóng này không? Các bạn học một cách hiểu về mặt cơ chế thì các bạn sẽ ghi nhớ rất là lâu. Ở trong lớp của chúng ta ai đã biết được cơ chế này chưa? Các bạn học khóa trước đâu, các bạn có xem cái video về khoảng PQ của tôi chưa? Ok, vậy thì các bạn cho tôi một phút để tôi lấy cái slide khác có một cái hình cụ thể để tôi giải thích cho các bạn. Các bạn cứ ngồi trong lớp đúng không ạ?
Ok, các bạn chờ tôi một chút thôi. Tôi đang up cái ảnh này lên để chia sẻ cho các bạn dễ hình dung. Và trong lớp của chúng ta nhiều bạn cũng đã đọc và tự nghiên cứu về điện tim rồi đúng không ạ? Một số bạn cho comment thì tôi biết là các bạn đã đọc rồi. Các bạn học ở trường khi các bạn chưa tham dự cái khóa học của tôi về điện tim, các bạn đọc điện tim các bạn thấy khó hiểu không ạ? Các bạn thấy rằng điện tim các bạn khi các bạn học các bạn sẽ quên kiến thức không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta có thể nhớ lại cái hệ thống dẫn truyền xung động thần kinh cực cực trong tim đúng không ạ? Thì các bạn thấy ở đây đó là nút xoang đúng không ạ? Đây là nút nhĩ thất. Đây là phần thân trung bó hít. Đây là nhánh phải đúng không ạ? Nhánh phải. Đây là nhánh trái bó hít. Nhánh trái chia hai nhánh đó, nhánh sau dưới ở đây và nhánh trước trên ở đây. Vậy thì cái xung động này dẫn truyền từ nút xoang cho tới mạng lưới Purkinje theo một cái hệ thống như vậy. Đó là trong trường hợp hoạt động bình thường đúng không ạ? Và các bạn biết rằng ở giữa tâm nhĩ và tâm thất nó có vách nhĩ thất. Cái vách nhĩ thất này. Thì cái vách nhĩ thất này nó ngăn không cho cái xung động thần kinh cử cực từ nhĩ xuống thất. Đúng không ạ? Cái chức năng của vách nhĩ thất là như vậy. Vậy thì toàn bộ cái xung động cử cực ở trên tâm nhĩ này, nhĩ trái và nhĩ phải, nó sẽ đi theo một con đường duy nhất, đó là vào nút nhĩ thất. Vào nút nhĩ thất. Sau đó đi theo cái hệ thống bó hít với các nhánh phải, nhánh trái xuống dưới. Đúng không ạ? Vậy thì cái nút nhĩ thất này là con đường duy nhất hay còn gọi là con đường độc đạo. Tập trung toàn bộ xung động khử cực ở tâm nhĩ đi vào. Đó là trường hợp bình thường. Và chúng ta ghi nhận được trên điện tâm đồ là một cái bản ghi điện tim bình thường. Đúng không ạ? Còn trong trường hợp hội chứng Wolff-Parkinson-White thì giữa nhĩ và thất nó tồn tại một cái con đường bất thường đúng không? Dẫn truyền xung động thần kinh bất thường từ nhĩ xuống thất đúng không? Có một con đường từ nhĩ xuống thất đúng không? Có thể ở đây, có thể ở các vị trí khác nhau. Thì các bạn biết rằng là cái xung động thần kinh khử cực nhĩ này một phần được dẫn truyền qua cái con đường này, cái con đường này được đặt tên theo theo tên người tìm ra nó đúng không ạ? Cầu Ken đúng không ạ? Cầu Ken. Vậy thì một phần xung động thần kinh khử cực từ nhĩ được dẫn truyền qua cầu Ken xuống tâm thất và khử cực một phần của tâm thất, một phần tế bào cơ tim trong cơ thất. Và cái phần tế bào cơ tim được khử cực thông qua cái xung động thần kinh dẫn truyền qua cầu Ken này thì nó hình thành nên cái sóng delta mà chúng ta ghi nhận được. Đúng không? Vậy thì các bạn biết rằng là xung động ở nút xoang này
và dẫn truyền theo hệ thống thần kinh tự động của tim này, nó rất mạnh đúng không, và nhanh. Và nếu cái xung động này nó đến trước thì sẽ không thấy cái sóng được tạo bởi do cái cầu ken này tạo ra đúng không. Vậy thì cái xung động dẫn truyền theo theo cái con đường tắt này, cầu ken này, phải đến trước khử cực một phần tế bào cơ tim, một tạo ra sóng delta, thì chúng ta ghi nhận được cái sóng delta ở trên điện tâm đồ như đây đó. Đó là cơ chế hình thành nên sóng delta. Và phần còn lại đúng không, phần xung động thần kinh khử cực còn lại thì vẫn được dẫn truyền theo cái đường này, đường hệ thống thần kinh tự động của tim một cách bình thường này, và khử cực phần còn lại của tâm thất đúng không, thì tạo nên các sóng R, sóng S. Đó. Và chính vì có sóng delta này làm cho phước bộ khử cực thất giãn rộng, giãn rộng. Và cái con đường này là con đường tắt dẫn truyền nhanh nên chúng ta có cái khoảng PR hay khoảng PQ cũng ngắn lại đúng không ạ. Đó là cơ chế của hội chứng Wolff Parkinson White. Vậy thì các bạn hiểu được cơ chế này thì các bạn suy được ra ba tiêu chuẩn chẩn đoán của hội chứng Wolff Parkinson White đúng không ạ. Thứ nhất là dẫn truyền theo con đường tắt nên cái khoảng PQ hay khoảng PR ngắn đúng không ạ. Thứ hai là cái lượng tế bào cơ tim ở tâm thất này được khử cực thông qua cái cầu ken này hình thành đến sóng delta, và chính sóng delta này làm cho phước bộ khử cực thất giãn rộng nên chúng ta có cái tiêu chuẩn số 3, đó là phước bộ QRS giãn rộng đúng không. Như vậy thì các bạn đã hiểu cơ chế và nhớ được ba tiêu chuẩn của hội chứng Wolff Parkinson White chưa ạ, tất cả các bạn trong lớp của chúng ta. Các bạn đã hiểu hết chưa? Ok, các bạn học điện tim ở đây thì các bạn được chỉ cho rất là rõ như vậy đúng không ạ? Và các bạn học đến đâu các bạn hiểu và các bạn nhận biết được luôn. Đây là một cái trường hợp thực tế mà tôi ghi nhận được đúng không ạ? Tôi chia sẻ lên cho các bạn. Cái sóng ở đây do trường hợp ghi bị nhiễu nên là có nhịp cao nhịp thấp là như vậy đúng không ạ. Thì các bạn quan sát ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta cũng không nhìn thấy ô nhỏ đúng không ạ. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy đó là cái sóng R, xin lỗi các bạn, sóng P, ngay sau sóng P là phước bộ khử cực thất, và chúng ta thấy sóng P gần như dính vào phước bộ khử cực thất như này. Thì chúng ta thấy đây là một cái dấu hiệu chúng ta có thể nhận biết được, đó là cái khoảng PR ngắn đúng không? Cái sóng delta ở đây chúng ta có thể thấy ở đạo trình D1 này chúng ta thấy tương đối là rõ đúng không? Đây là sóng delta phần đầu của sóng R này, của phước bộ khử cực thất, chúng ta thấy có một sóng đi lên đến đây và nó lại đi phát lên đúng không? Đỉnh sóng R. Thì đây là cái phần này là sóng delta. Các bạn đạo trình D2 thì các bạn quan sát hơi khó đúng không ạ? Đạo trình D3 cũng như vậy. Chúng ta có thể quan sát thấy rõ hơn ở đạo trình AVF ở đây chúng ta thấy đúng không? Các sóng delta. Ở đạo trình V4, V5 chúng ta thấy tương đối là rõ đúng không ạ? V4 chúng ta thấy sóng delta, và chúng ta cũng thấy được ở trong đạo trình này, ở đây thì trong hình này chúng ta xác định cái thời gian của phước bộ QRS, chúng ta cần phải xác định dựa theo cái tiêu chí máy đo được, hoặc là chúng ta quan sát ô nhỏ ở đây. Tuy nhiên trường hợp này tôi đưa ra để các bạn quan sát về mặt hình dạng là chính đúng không ạ, chúng ta không nhìn thấy kỹ ô nhỏ nên được chúng ta tính cái độ rộng của phước bộ QRS, chúng ta trong trường hợp này chúng ta các bạn giúp các bạn nhận biết thôi. Đó là một trường hợp thực tế. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm bất thường thứ hai của khoảng PQ đúng không ạ. Nhóm thứ nhất thì chúng ta đã học là PQ ngắn thì chúng ta gặp hai hội chứng, đó là Logalon-Devin và
và hội chứng Wolff Parkinson White, và chúng ta đã hiểu về mặt cơ chế của cả hai hội chứng này và nhớ được tiêu chuẩn chẩn đoán. Bây giờ chúng ta sang nhóm bất thường thứ hai, đó là PQ kéo dài, đúng không ạ? Vậy thì PQ kéo dài chúng ta có thể gặp trong block nhĩ thất độ 1 hoặc là block nhĩ thất độ 2. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về block nhĩ thất độ 1. Vậy thì block nhĩ thất độ 1 thì các bạn có thể nhớ một từ như thế này. Đó là PQ hoặc là PR kéo dài đơn thuần. Các bạn có thể nhớ một cái câu như vậy để chúng ta nhớ tiêu chuẩn chẩn đoán block nhĩ thất độ 1. Đó là PR hay PQ dài đơn thuần. Chữ đơn thuần ở đây biểu hiện đó là đằng sau cái khoảng PR kéo dài này thì cái phức bộ QRS là hoàn toàn nằm trong giới hạn bình thường. Đấy. Và chúng ta cũng thấy là cái khoảng PR này nó ở tất cả các nhịp trên cùng một đạo trình nó đều dài bằng nhau. Thì đấy là cái đằng sau cái từ PR hay PQ dài đơn thuần. Đó như vậy. Vậy thì đầy đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán block nhĩ thất độ 1 thì các bạn có thể nhớ đó là PQ kéo dài. Thứ hai là phức bộ QRS nằm trong giới hạn bình thường, đúng không? Hoặc là phức bộ QRS bình thường và PQ ở tất cả các nhịp đều bằng nhau. Đó là ba cái tiêu chí để chúng ta chẩn đoán block nhĩ thất độ 1. Vậy thì cụ thể trong trường hợp này thì các bạn quan sát ở đây. Ở đây là đạo trình D2, đúng không ạ? D2. Và chúng ta quan sát tất cả các nhịp. Đây là sóng T của nhịp đi trước. Và cái sườn xuống của sóng T này chúng ta thấy có một cái sóng nhô lên trên ở đây. Thì đây được xác định là sóng P. Chúng ta xác định như vậy. Đây là sóng P, đúng không ạ? Tất cả các nhịp. Và chúng ta đo cái khoảng PR ở đây. Khoảng PR ở đây trong trường hợp này thì không có sóng Q, đúng không ạ? Chỉ có sóng R thôi. Thì chúng ta xác định cái thời gian dẫn truyền nhĩ thất là khoảng PR. Và chúng ta đo được trong trường hợp này khoảng 7 ô nhỏ. Vậy thì khoảng PR ở đây kéo dài 0,28 giây, đúng không ạ? Và tất cả các nhịp nó đều bằng nhau. Và chúng ta thấy phức bộ QRS là bình thường. Thì đây là block nhĩ thất độ 1. Vậy thì tại sao trong block nhĩ thất độ 1 phức bộ QRS lại bình thường, đúng không ạ? Các bạn có biết không? Ok, bây giờ các bạn cứ comment cái tiêu chuẩn chẩn đoán block nhĩ thất độ 1 cho chúng ta nhớ đã. Sau đó cuối bài ngày hôm nay tôi sẽ giải thích cơ chế block nhĩ thất độ 1 sau, đúng không ạ? Chúng ta cùng một lúc chia sẻ quá nhiều thông tin sợ các bạn không nhớ hết. Ok, các bạn comment rất là tốt, rất là nhanh. Đó, vậy thì trong những trường hợp mà điện TV bị nhiễu thì các bạn chỉ cần xác định được sóng P ở các nhịp và chúng ta đo tới cái điểm đầu của sóng R hay điểm đầu của sóng Q mà có trên 5 ô nhỏ thì đó là block nhĩ thất độ 1, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sang một cái trường hợp nữa, đó là block nhĩ thất độ 2. Vậy thì trong block nhĩ thất độ 2 thì có 3 dạng. Các bạn đọc sách thì các bạn có thể thấy là 2 dạng, đúng không ạ? Block nhĩ thất độ 2 kiểu Wenckebach hay là Mobitz tip 1, đúng không ạ? Và thứ hai đó là block nhĩ thất độ 2 kiểu Mobitz hay là block nhĩ thất độ 2 kiểu Mobitz tip 2. Thì có hai dạng như vậy thì các bạn đọc sách các bạn hay thấy. Vậy thì trong cái khóa này tôi chia sẻ các bạn một cái dạng nữa của block nhĩ thất độ 2 được gọi là block nhĩ thất mức độ cao. Đây là cái dạng chuyển giao giữa block nhĩ thất độ 2 và block nhĩ thất độ 3. Vậy thì trong block nhĩ thất độ 2 có 3 dạng, đúng không ạ? Các bạn có thể ghi nhớ. Block nhĩ thất độ 2 kiểu Wenckebach, thứ hai là kiểu Mobitz và thứ ba là block nhĩ thất độ 2 mức độ cao.
Ok, các bạn nhớ chưa? Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cái dạng block nhịn thất độ 2 kiểu Quenker-Back, kiểu chu kỳ Quenker-Back đây, đúng không? Hay là tên khác của đó là Mobit Tip 1. Thì các bạn cứ gọi là chu kỳ Quenker-Back cho chúng ta dễ phân biệt, đúng không? Vậy thì trong block nhịn thất độ 2 kiểu Quenker-Back thì chúng ta cũng có thể thấy đó là cái khoảng PR có thể kéo dài. Vậy thì cái đặc điểm của khoảng PR trong block nhịn thất độ 2 kiểu Quenker-Back này có một cái đặc điểm rất là dễ nhớ, rất là hay. Thì các bạn có thể thấy đó là cái khoảng PR này kéo dài dần ra cho tới khi có một nhịp là chỉ có sóng P mà không có sóng R. Đấy là đặc điểm của block nhịn thất độ 2 kiểu chu kỳ Quenker-Back. Các bạn có thể ghi một cái từ, một cái câu rất là dễ nhớ, đó là khoảng PR kéo dài dần ra cho tới khi chỉ có sóng P mà không có phước bộ QRS đi kèm theo sau, đúng không? Chúng ta có thể ghi một cái từ này, thì các bạn một câu này các bạn nhớ luôn tiêu chuẩn chẩn đoán của chu kỳ Quenker-Back, đúng không? Khi học trong sách thì các bạn thấy là các thầy ghi rất là chi tiết từng sóng một đo khoảng PP rồi là các bạn sẽ rất là rối rắm. Nhưng các bạn chỉ cần nhớ câu đó thôi thì các bạn đã nắm được tiêu chuẩn chẩn đoán rồi. Thì bây giờ chúng ta quan sát ở đây. Đây là khoảng PR thứ nhất ở nhịp thứ nhất, đúng không ạ? Ở đây người ta xác định cho mình rồi là 0,20 giây, đúng không ạ? Hay là 200 ms giây. Ở nhịp thứ hai là 320 ms giây, đúng không ạ? Ở nhịp thứ ba là 420 ms giây. Đến nhịp thứ tư thì chúng ta thấy là cái sóng P này. Đây là sóng P, đúng không ạ? Và sau không có phước bộ QRS. Ở đây tại sao chúng ta lại xác định được sóng P ở đây? Bởi vì là chúng ta thấy rằng đây là sóng P chồng lên cái sóng sóng T của nhịp thứ ba này. Thì chúng ta thấy rằng đây là sóng T của nhịp thứ ba, chúng ta thấy cao hơn, biên độ cao hơn sóng sóng T của nhịp thứ nhất và nhịp thứ hai. Và chúng ta cũng xác định được cái khoảng PP này. Chúng ta đo được hai sóng P ở đây rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gióng sang, đúng không ạ? Gióng sang thì chúng ta sẽ thấy rằng các khoảng này sẽ bằng nhau và chúng ta tìm được cái khoảng PP, tìm sóng P ở đây, đúng không ạ? Thì sau sóng P này không có phước bộ QRS, đúng không ạ? Thì đây là block nhịn thất độ 2 kiểu Quenker-Back, đúng không ạ? Và cái quy luật này cứ lặp đi lặp lại, đúng không ạ? Trên cái đạo trình chúng ta có thể ghi một cái đạo trình kéo dài, có thể D2, có thể D1, D3 và các đạo trình khác đều chúng ta đều có thể ghi kéo dài được và chúng ta đều ghi nhận được cái quy luật này, đúng không ạ? Cứ kéo dài dần ra cho tới một nhịp sẽ chỉ có sóng P và không có sóng R, và cái đến cái nhịp này thì chúng ta lại đo cái khoảng PQ ở đây lại dài 200 ms giây như cái nhịp này. Nó lặp lại quy luật, đúng không? Thì người ta gọi là chu kỳ Quenker-Back là như vậy. Vậy thì khi cái trường hợp này chúng ta gặp, chúng ta đo được cái khoảng PQ hay khoảng PR dài trên 0,20 giây thì chúng ta cần xác định cái khoảng PR ở tất cả các nhịp trên một đảo trình, đúng không? Nếu mà nó bằng nhau thì đó là block nhịn thất độ 1 như trên đây. Nếu cái khoảng PR này kéo dài dần ra cái đặc điểm như này thì chúng ta gọi là chu kỳ Quenker-Back. Ok, các bạn trong lớp chúng ta hiểu hết chưa? Đúng rồi, bạn Phan Như dùng thước để chúng ta xác định cũng được. Chúng ta có thể dùng một cái tờ giấy, đó, giấy trắng, chúng ta xác định sóng P. Chúng ta đánh dấu lại về nguyên nhân gây này thì chúng ta đọc trong sách nhé, bạn Khoa nhé. Nguyên nhân gây ra các dạng block thì chúng ta có thể gặp trong trong thiếu máu cơ tim, đúng không ạ? Rồi là các bệnh lý khác. Cái phần nguyên nhân thì là phần lý thuyết thôi, chúng ta sẽ đọc trong sách, đúng không ạ?
Ok, các bạn trong lớp chúng ta hiểu hết chưa? Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn về để chúng ta hiểu về cơ chế của block đúng không ạ? Tại sao PQ lại kéo dài? Vậy thì về mặt cơ chế của các dạng block độ 1, độ 2, độ 3 đúng không ạ? Chúng ta có những cái cơ chế chung đúng không ạ? Đối với block nhị thất độ 1 và độ 2 kiểu Wankelback thì chúng ta có thể hiểu cơ chế như sau. Các bạn quan sát hình A này, chúng ta thấy rằng đây là nút nhị thất, đây là thân chung bó his đúng không ạ? Đây là nhánh phải và đây là nhánh trái bó his. Vậy thì cái tổn thương gây nên block nhị thất độ 1 này là do tổn thương ở trong nút nhị thất này. Thì trong nút nhị thất của chúng ta bình thường có hai cái con đường dẫn truyền, con đường dẫn truyền chậm được gọi là đường alpha đúng không ạ? Đây là đường dẫn truyền chậm và đây là đường dẫn truyền nhanh là đường beta. Vậy thì bình thường ấy thì xung động thần kinh được dẫn truyền theo đường dẫn truyền nhanh đường beta và cái đường dẫn truyền chậm này bị chặn lại, các bạn thấy ở đây đúng không ạ, minh họa. Thì khi xung động được dẫn truyền qua đường beta thì chúng ta ghi nhận được ở trên điện tâm đồ đó là cái khoảng thời gian dẫn truyền nhị thất là từ 0,12 cho tới 0,20 giây đúng không ạ? Còn trong trường hợp block nhị thất độ 1 rồi là độ 2 kiểu Wankelback đúng không ạ? Thì cái con đường dẫn truyền nhanh này bị chặn lại. Thì các bạn thấy ở đây là người ta minh họa đúng không ạ? Và xung động lại được dẫn truyền qua đường alpha đúng không ạ? Chính vì vậy làm cho cái thời gian dẫn truyền nhị thất này kéo dài ra trên 0,20 giây đúng không ạ? Và các bạn cũng thấy rằng cả block nhị thất độ 1 và block nhị thất độ 2 kiểu Wankelback thì chúng ta đều thấy cái phức bộ QDS có một cái độ rộng bình thường thôi đúng không ạ? Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái xung động thần kinh này dẫn truyền chậm, tuy nhiên là xung động này dẫn xuống hoàn toàn dưới tâm thất và cửa cực tâm thất bình thường đúng không ạ? Đây cái phước bộ QDS là bình thường. Đấy. Vậy thì đây là cơ chế của block đúng không? Vậy thì các bạn đã hiểu chưa? Tất cả các bạn trong lớp của chúng ta đã hiểu chưa? Các bạn đã hiểu về mặt cơ chế này thì chúng ta suy được ra tiêu chuẩn chẩn đoán luôn đúng không? Ok. Anh Hải mặc dù có tuổi rồi anh rất chăm học đúng không ạ? Và anh theo dõi điện tim qua chúng tôi hướng dẫn thì anh thấy cũng dễ hiểu đúng không ạ? Ok, cảm ơn anh. Vậy thì bài ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn ba nội dung chính. Thì các bạn đã hiểu hết bài học của chúng ta chưa? Từ bản chất của khoảng PQ, chúng ta có hai giá trị bình thường đúng không ạ? Của khoảng PQ và chúng ta nhận biết khoảng PQ biến đổi trong cái trường hợp là PQ ngắn chúng ta gặp trong hai hội chứng đúng không ạ? Logarithm Lewin, Wood-Parkinson-White đúng không ạ? PQ kéo dài thì chúng ta có thể gặp trong block nhị thất độ 1, block nhị thất độ 2. Và trên cái slide này thì tôi chưa có hai cái nội dung nữa, đó là trường hợp khoảng PQ bị đứt đoạn đúng không ạ, thì chúng ta có thể gặp trong block nhị thất độ 3 hoặc là phân ly nhị thất. Thì trong cái bài block nhị thất độ 3 thì tôi sẽ hướng dẫn rất là kỹ cho các bạn về cơ chế của block nhị thất độ 3 và cái tiêu chuẩn chẩn đoán block nhị thất độ 3 cũng như là việc phân biệt với phân ly nhị thất đúng không ạ. Một trường hợp nữa đó là khoảng PQ chênh lên, khoảng PQ chênh. Thì trường hợp này thì các bạn rất hiếm gặp trong thực tế đúng không ạ? Khoảng PQ chênh lên. Đây chúng ta có giá trị bình thường của khoảng PQ là không chênh lên đúng không ạ? Vậy thì chúng ta gặp PQ chênh lên thì trong trường hợp nào? Thì PQ chênh lên thì chúng ta hay gặp trong những trường hợp đó là nhồi máu tâm nhĩ. Vậy thì trong những trường hợp nhồi máu tâm nhĩ thì chúng ta có thể quan sát thấy đó là PQ chênh lên. Và các bạn lưu ý là nhồi máu tâm nhĩ thường hay kết hợp với cái trường hợp nhồi máu thất phải
Nên là chúng ta sẽ thấy những cái trường hợp nhồi máu thất thải thì chúng ta thấy là biểu hiện trên các đạo trình đúng không ạ? Có thể là D2, D3, AVF và các đạo trình V3, V4, R đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ học trong những cái bài về nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên là nhồi máu tâm nhĩ đơn thuần thì rất hiếm gặp. Thì đây là một cái trường hợp hiếm gặp nên các bạn đọc sách thì các bạn cũng thấy là rất ít khách chia sẻ thông tin này. Bạn Khoa hỏi block nhĩ thất độ 2 đúng không ạ? Block nhĩ thất độ 2 sẽ có riêng một bài và tôi sẽ chia sẻ kỹ về từng dạng của block nhĩ thất độ 2 được không ạ? Trong cái chủ đề thứ hai về rối loạn dẫn truyền. Bài ngày hôm nay thì tôi chia sẻ về khoảng PQ bình thường và nhận biết được một số dạng bệnh lý liên quan trực tiếp đến biến đổi khoảng PQ đúng không ạ? Thì các bạn đã nhận biết được một số bệnh lý rồi. Vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.